Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa còn toàn thể tất cả các vị, để tiếp tục chương trình nghe lại những chương trình thuyết pháp qua sấm giảng Phật giáo Hòa Hảo. Xin trân trọng kính mời toàn thể tất cả quý vị nghe lại giáo lý viên Nguyễn Văn Vũ, người đã từng thoát chết trong cái đợt dịch Covid vừa qua. Sau khi trải qua 7 ngày nằm trong phòng sức khỏe, hồi sức thì thở oxy thì anh đã hoàn toàn thoát được cái nạn đó. Và sau khi thoát nạn rồi thì anh nguyện đem của cải gia tài của mình thực hiện tất cả các việc thực hạnh, và sau đó trao đổi những đề tài nhân quả về tội phước để chia sẻ cùng với mọi người. Bởi vì anh đã từng thoát được một cái nạn, nhận diện được cái đời là giả tạm vô thường, bao nhiêu của cải gia tài vật chất cũng không có lợi lộc gì đến với cái thời gian sanh tử sau cùng của mình, mà chỉ có con đường là chỉ có tội phước hay còn đến nơi thẩm phán của Son Diêm Đài. Chính vì vậy cho nên anh nguyện là thuyết giảng trên 400 ban chư sự, mỗi một ban chư sự sẽ hỗ trợ 15 triệu để cho chương trình phát quà cho hộ nghèo. Và cần thiết những chương trình gì mà liên quan tới đạo sự cần phải làm lợi ích cho chúng sanh, nếu có thể anh sẽ làm được, anh sẽ cố gắng làm. Và đây thì để thực hiện theo tâm nguyện đó, và tâm nguyện của anh cũng được hoàn thiện. Vừa là một nhà giáo lý viên, vừa là một người phát nguyện đại hạnh, vừa là một cái người có kiến thức trong phần tôn giáo, để chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập của mình trong thời gian mấy chục năm trường vừa qua. Và đây thì không nói dài dòng thêm, xin mời toàn thể quý vị mình nghe lại chương trình thuyết giảng của giáo lý viên Nguyễn Văn Vũ. Và chương trình thuyết giảng hôm nay của giáo lý viên Nguyễn Văn Vũ, anh sẽ chia sẻ qua 4 câu trong cái bài Cho An Khỏi Tạo Hảo. Nó được gọi là phá ngũ quẩn rất lần tham ái, cội sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thì hiện dứt trừ tử sanh. 4 câu này ý nghĩa hết sức là thâm sâu nha. Để coi chúng ta tìm hiểu coi cái kiến giải và giải trình của đồng đạo Thanh Vũ như thế nào nha. Mời quý vị mình cùng xem. Phần đầu tức là cái tại quy gen nó dài quá, nó chia tới hai phần. Hai phần là nó tới một tiếng mấy đồng hồ á, mình nghe nhiều nó đục mệt lắm. Cho nên mình chia làm hai video, một video phát tương đối là 35-40 phút. Rồi để cho quý vị mình dễ thời gian để theo dõi. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện cho các cấp chính quyền địa phương xã tại, kính thưa quý vị đại diện cho giáo lý viên của ban trị sự trung ương, kính thưa quý vị đại diện cho các trưởng ban trị sự xã Tân Cảnh, kính thưa quý ông quý bà cùng toàn thể anh em kính mến, hôm nay chúng tôi được sự phân công của ban trị sự trung ương đến đây thuyết giảng qua đề tài phá ngũ quẩn đức lành tham ái, tội sân si cũng phải tẩy trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện giết trừ tử sanh. Đó là một đề mà chúng tôi sẽ gặp gỡ trao đổi cùng quý vị trong buổi thuyết giảng hôm nay. Vậy là nói đầu tiên chúng tôi xin hỏi thăm sức khỏe cùng toàn thể cô bác và anh chị em, cũng không quên chúc toàn thể quý vị nhiều sức khỏe, tinh tấn tu hành, sanh ra nơi đâu cũng được gặp chánh pháp của Đức Phật để tu hành cho đến ngày giải thoát. Nam mô A Di Đà. Kính thưa cô bác và toàn thể anh chị em, hôm nay được sự nhân duyên gặp gỡ cô bác ở nơi đây, có thể nói là một cái nhân duyên nguy hiểm vô cùng. Chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ không còn gặp lại tất cả cô bác và toàn thể anh chị em ở nơi đây hoặc là ở thế giới này. Tại vì vừa qua đây một cái trận bệnh Covid nó hoàn thành cả thế giới, mà bản thân chúng tôi đây đã trải qua là 14 ngày
chiếu lên sự việc chất chất cận kề. 14 ngày này đó là phải thở oxy, 6 ngày để cô bác là còn nó chết ở tại bệnh viện đa khoa chúng ta đang giao mình, phải 6 ngày là thở oxy. Nhưng mà đặc biệt cái duyên mà còn tồn tại để gặp lại cô bác ở đây đó, có thể nói là một điều vô cùng ví dụ. Cái ngày mà đang đi ngoài đường chơi, không ngờ rằng 3 ngày sau thở oxy nhập viện. Tài xế xe trở lên đến chỗ là bệnh viện trong thành nơi được điều trị COVID, thì các thầy là đang thở oxy nhưng mà vô bệnh viện. Người ta nói là phải về xin giấy ở địa phương xác nhận rồi phải trở lên. Thì các thầy là đang thở oxy mà khi về xin giấy bệnh viện thì cô nghĩ sao? Kêu tài xế xe cấp cứu chạy trở về, nó bây giờ ông lũi vô bệnh viện của tâm lớn đi, nếu cứu thì ông sống, còn không cứu thì ông chết. Chứ nếu mà trở về cái địa phương mà xin giấy xong là chết. Cuối cùng đi vô cảnh bệnh viện đa khoa trung tâm đậu xe tại đó. Trong bác sĩ đó, trong giai đoạn này mới đẩy cái xe cấp cứu lên chích thuốc kiểm tra, thì từ từ sức khỏe hồi phục trở lại. Khi hồi phục trở lại nhập viện 6 ngày và oxy, trong 6 ngày này đó là có nhiều lúc gọi là nhiều lúc tắt hơi đó. Trong cái thời gian này mình mới quan sát lại cái con người của mình cần cái gì nhất để ra đi. Thì Đức Thầy nói như Thầy, Đức Thầy nói như vậy mình mới cảm thấy là nó xứng đáng. Cái bác già còn nói chứ Đức Thầy nói là chỉ có tội phước ở còn, chỉ có cái tội với cái phước mới đem theo cho con người chúng ta. Cho nên nhớ lại câu này thì mình vô cùng hối hận là tại sao lúc còn mạnh khỏe không chịu làm phước bố thí để mà gieo nhân duyên sâu, rồi mình khi ra đi nó cũng sẽ được ăn vui. Khi đó mới phát nguyện rằng hôm nay nếu như Thầy có linh thiêng cho con trở về thì con sẽ phát tâm bố thí cho tất cả các ban thị sự trong miền Tây này, khoảng 400 ban thị sự, sẽ phát quà cho tất cả các ban thị sự. Còn nếu như con không đủ duyên trở về, xin cho con được giả thân về của Phật. Nhưng mà cái nhân duyên sau đó là được trở về cái bát già còn không chết. Cái nghiệp quả con người mà nó đến với mình đó là vô cùng khắc khúc, không thể trở tay kịp. Vì vậy mà cái duyên mai đó thì được sống sót trở về, thì hiện nay cháu đang thực hiện những gì mà mình đã phát nguyện trong một ngày bệnh viện ở trung tâm An Giang đó, thì hôm nay cháu đang thực hiện. Cho nên cũng sẽ xin cộng tác cùng các ban trị sự sẽ hợp tâm với chúng tôi phát quà bố thí cho tất cả các nơi để đem lại mọi cái phước đức chung cho toàn thể của chúng ta. Chúng tôi ơn bác già toàn thể trên. Vì vậy mà buổi thuyết giảng hôm nay chúng tôi cũng có sự tài trợ để mà phát quà cho bà con ở nơi đây. Thì trong một buổi phát quà này thì có một sự là vui vẻ, ban trị sự của Tà Lãnh có tổ chức một cuộc thuyết giảng có quy mô đông người lại đến tham dự để cùng nhau trao đổi về Phật pháp. Như vậy thì cái buổi trao đổi này nó có nhiều vấn đề để chúng ta bàn giải, nhưng hôm nay chúng tôi sẽ lấy ra bốn câu giảng của Đức Thầy trong cái bài con cò đào thảo là phá ngũ quẩn nhất làm tham ái để đến với quý vị. Coi như là đây là một cái bốn câu để bắt nhịp cầu cho chúng tôi và quý vị nơi đây có nhân duyên với nhau để tương trợ lẫn nhau trên con đường đạo đức. Bây giờ để đi sâu vào một cái đề tài thuyết giảng hôm nay đó, cô bác già còn lên trên, trong cái buổi thuyết giảng đó, nó có quá nhiều người tham dự. Cái người thì đã phát tâm rồi, có người thì chưa phát tâm, có người thì thấy đông quá rồi bắt đầu cái chen vô ngồi nghe thử coi ta nói cái gì, còn có người thì cũng muốn tìm hiểu một cái chân lý đạo Phật để mình gìn giữ cái lối sống đạo đức tu hiền. Vì vậy mà
có những buổi thuyết giảng đông người như vậy, có hai người thuyết xong một cái hội trường, giờ qua lần lại còn hai người dưới, các thầy còn một người giải thuyết, không chỉ là hai người, một người phát tâm cũng là tốt. Ông thuyết một hồi bước xuống dưới, ông vỗ vai cô kia, ông nói: "Ủa thầy thuyết hay lắm, sao nãy giờ ngồi say mê vậy?" Cái cô này độ giật mình: "Thầy, thầy thuyết giảng gì mà hay quá hay, hỏi thầy chút nào nói cho nghe đây." Cái cô này cũng nói: "Hay, con bị bệnh mắt ngủ 3 tháng nay không có ngủ nghe gì được hết, mà nãy giờ thầy vô thầy giảng 10 phút con ngủ nào không hay, cho nên thầy giảng gì mà nó hay tới mức độ phải con gặp thầy sớm, 3 tháng nay khổ tốn 5 xu vậy đó." Đó cũng hay, bởi vì người ta bị bệnh mà ngủ không được, mà ông lại thích chút xíu mà ngủ hôm nay thì cũng là hay không. Còn cái cô kia, còn là cái cô kia, ông thầy nói sao nãy giờ thấm thía lắm sao mà con chảy nước mắt. Cái cô kia thấm thía nhiều thầy lớn, giờ qua giờ lại mẹ nó hết con rồi, bị tâm người quá, thầy tâm người quá, coi như là đi giờ qua giờ lại mẹ nó hết rồi, thầy thôi rồi. Cho nên thì buổi thuyết giảng hôm nay chúng tôi là chú Tăng sẽ mang đến lại một cái chương trình trao đổi Phật pháp, thì mong rằng quý vị sẽ nhất tâm tìm hiểu coi là chúng tôi đem lại những gì có ích lợi cho chúng ta, thì những gì ích lợi thì chúng ta sẽ làm theo, những gì không ích lợi chúng ta sẽ cắt đi. Không giờ đi sâu vào một cái đề tài thuyết giảng hôm nay, đó là đức thầy nói là phá ngũ uẩn đức lành tham ái, nói về cái Phật pháp của cô bác già còn nhớ chưa? Đây là một cái giáo pháp vô cùng cao siêu. Một cái giáo pháp này có thể đưa chúng sanh từ cõi mê thành giác ngộ, từ một con người phàm phu trở thành đạo thánh. Cho nên là một cái giáo pháp có thể nói là một cái giáo pháp cao siêu mà đức thầy biết là phá ngũ uẩn. Bây giờ là phá ngũ uẩn là cái gì? Phá ngũ uẩn theo trong kinh nhà Phật đó, thì ngũ uẩn có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Có nghĩa là năm cái uẩn này mà làm cho con người của chúng ta xuống xuống lên lên, luân hồi khổ sở. Nhưng mà hôm nay đức thầy đã căn tăng, đức thầy đã nói như thế này để chúng ta dễ tìm hiểu, quyết giải trần nên nói là thường. Cho nên hôm nay mình sẽ năm uẩn này mình sẽ giải thành là sắc, thọ, tưởng, hình, thức. Mình sẽ bàn giải gọi là tham sân si nhân ngã. Tham sân si nhân ngã nó là năm cái uẩn mà đưa con người chúng ta vào hệ mê sinh tử. Vì vậy thì hôm nay cái người muốn được thoát ly sinh tử là phải phá đi năm cái uẩn này. Thì năm cái uẩn này đầu tiên gọi là phá ngũ uẩn là tham. Cái uẩn thứ nhất là tham. Bây giờ cái tham đó nó là cái gì mà mình phải phá với cô chứ? Cái tham là cái gì? Tại vì một con người mà có lòng tham đó là cái cuộc sống của họ rất là khổ sở. Thay vì tham nhà cao, tham vợ đẹp, tham con cưng, tham tất cả, từ chỗ lòng tham này mình phải chạy tầm cầu kiếp đó để mà nhu cầu cho đủ cái lòng tham. Cho nên vì thế mà con người sẽ chịu khổ trong cái tham đó. Để muốn được cái tội nguyện tấm lòng mình thì phải bỏ biết bao nhiêu công sức để được cái nhu cầu của mình. Nhưng mà cái nói về tôi có quen một cái ông bạn này ở bên Mỹ á, ông nói như thế này. Có cái ông này ông làm một cái nhà hàng là giàu có khủng khiếp, nhưng mà ông tham cái mức độ là tiểu ti eo hẹp. Một cái lon bia mà người ta bỏ đó thì ông này cũng chẳng định để dành cho bác, để dành bác. Là một cái người giàu có mà họ không hiểu được cái nỗi khổ của lòng tham. Cho nên cuối cùng cái ngày mà ông bệnh á, cái ngày ông bệnh thì ông mới nói:
công trình tạo lập 40 năm, ông tạo lập 40 năm, công trình tạo lập 40 năm, chưa hưởng được cái gì mà sắp sửa đã ra đi, liên tiếp than đất những cái của cải mà mình đã tạo. Cuối cùng ông than với người bạn của tôi đó, ông nói đó, bây giờ muốn bỏ, bỏ cũng không được, muốn lấy, lấy cũng không xong. Vì chỉ lúc này bác sĩ chạy rồi, sắp sửa ra đi rồi. Cho nên vì vậy mà cuối cùng ông chút một cái hơi thở cuối cùng, bỏ lại một cái gia đình đồ sộ, không hưởng được một cái gì hết. Thì bây giờ nói cái lòng tham của con người nè, hiện tại đó là mình chịu khổ. Con người tham khổ đó, ăn đó thì không dám ăn, thay vì ăn sợ tốn tiền, mặc á cũng sợ không tốt, cũng sợ tốn tiền, ăn thì cũng khổ, mặc á thì cũng khổ, hàng ngày gìn giữ khổ, tâm tư lúc nào cũng phải khổ. Mà con người mà khổ như vậy đó là nói về cái sắc thân, nhưng mà nói về tâm linh á, sau khi chết họ phải đọa, phải chịu khổ tiếp tục nữa. Tức là một con người mà còn lòng tham, hiện tại sống khổ, khi chết tiếp tục chịu khổ. Như vậy thì cái lòng tham này nó vui gì mà mình phải nuôi dưỡng nó con? Hiện tại là mình phải khổ vì lòng tham, khi chết là phải chịu kết quả của lòng tham đó mà báo ứng. Như vậy thì lòng tham nó đưa mình vào cảnh khổ là hiện tại mình khổ, tương lai mình khổ. Như vậy thì thầy dạy là phá ngũ uẩn, tức là phá đi cái tham đó để chi? Để cho con người bớt khổ. Ngày giờ nào lòng người giúp được lòng tham muốn của mình, ngày giờ ấy bớt được một phần lớn sự khổ. Cho nên cái lòng tham mình nó đưa mình vào cảnh khổ. Vì vậy mình là cái người nhận thức được, mình xem xét hãy việc bỏ đi một cái lòng tham đó. Nhưng mà cái lòng tham nó lỡ nha, thay vì đó là cái số của con người có bao nhiêu, dù tham cỡ nào đi chắc nữa nó cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Do nơi phước báo của mình hưởng, mình mong cầu cao hơn, cái phước mình không đủ để sự mong cầu đó, thì dù có mong cầu tới đâu thì cái phước mình không đáp ứng đủ cho nhu cầu, phải không? Vì vậy mà tôi gọi là cái lòng tham nó có, nhưng mà không phải tham mà nó được thành công. Có một câu chuyện như thế này, có bốn ông đi qua một khu rừng, đi qua một khu rừng thì nghe nói là ở đó có một cái con thú dữ. Thì bốn người này thay phiên với nhau là phải giữ, canh giữ cho ba người kia ngủ. Thì cái ông thứ nhất đó là thợ mộc, ông ngồi canh, ông canh cho ba ông kia ngủ. Ông canh ông mà buồn quá, ông mới lấy cái cây ông đẽo, ông đẽo thành một cái con người, đẽo thành con người xong rồi tới giờ ông ngủ. Ông ngủ xong cái tới ông thợ mai, ông ra ông canh tiếp tục cho ba ông kia ngủ. Ông thấy con người này chưa có đồ mặc, thôi sẵn đem đồ cho mai. Mai xong tới bây giờ bước vô ngủ, tới cái ông là nữ trang, ông ra ông canh giữ cho ba kia ngủ. Ông thấy cái người này là coi như đồ đạc mặc đẹp mà sao thiếu nữ trang. Thấy vậy thôi ông làm giống như ta gọi là làm đỡ buồn á, làm một số nữ trang cho cái hình này để mà đeo cho nó đẹp thêm. Làm xong tới giờ hai phiên, tới cuối cùng cái ông thứ tư này là một cái ông bùa phù thủy. Ông thấy cái hình tượng này đẹp quá, mà coi như là hình tượng đẹp mà nó tác động gì thì coi như có sai được gì. Cho nên ổng là cái người có thuật, ổng dùng phép thuật, ổng làm bùa một hồi, cái hình nở này nó biến thành một người con gái tuyệt vời. Thành một người con gái tuyệt vời thì xác ra bố ông dòm qua dòm lại cái người con gái bắt đầu khởi lòng tham. Ông thứ nhất ổng nói nghe, công tôi đẻo một cây, cái cô này là của tôi nha. Cái ông kia nói, nếu khúc cây không nhờ tôi mặc là sao đẹp, là của tôi nha. Rồi cái ông cuối cùng nó nói là, nếu mấy ông bài lên bố cận mà tôi không làm phép thì làm sao có người phụ nữ này, là của tôi. Bố ông giành giật với nhau mới kéo lại ông qua để xử.
hôm qua có tới bốn người này, mấy thưa mấy cô mấy chú nghe, bốn người này giành giật nhau hôm qua đó. Cái cô này là vợ tôi đi làm, vợ tôi đi làm, tôi đang kiếm mỏ dài mới gặp, gặp thái luôn, tham luôn giành. Bốn ông giành, nó còn giờ chỉ kéo lên vua xuống thôi, chứ bây giờ là ai cũng giành hết trơn. Là bốn người giành chưa xong là phóng vô cái ông thứ năm này. Ông thứ năm phóng vô giành, kéo lên qua trên đường đi á, có một cái gốc cây bự, tự nhiên cái gốc cây nó nổ một chát, cái cây nó nứt ra làm hai. Cái người phụ nữ này từ ở ngoài bước vô bọn cây, cái cây nó tự nhiên nhức lại, nhức lại xong cái cây nó đọc lên một câu: vạn vật quy nguyên bộ, bất khả tùng như tâm. Có nghĩa là vạn vật đều trở về với nó, mọi người không ai có quyền giành giật được hết. Cuối cùng năm ông đều về hết, cái cây trả lại cho cái cây biến mất hết. Như vậy thì cái câu chuyện này nói như thế này, cô bác giờ còn đến chưa? Của cải thế gian này, dù cho tham lam giành giật tới đâu, nhưng đến lúc rồi sắc thân này trở về với đất thôi, không bao giờ mình gìn giữ được cái tham đâu. Vì vậy mà cái tham nó làm cho con người mình phải chịu khổ luân hồi vì cái sự tham muốn mà không được đáp ứng. Đó là tham cái thứ nhất. Cho nên vì vậy thầy dạy mình phải phá bỏ cái tham này để cho con người bớt đi một phần lớn của sự khổ. Đó là cái thứ nhất gọi là tham. Bây giờ là qua cái thứ hai là sân. Sân là gì? Sân có nghĩa là một cái tánh nóng giận. Mà cái tánh nóng giận thì dễ sanh ra nghiệp báo, dễ gây ra tội lỗi, như vậy ta gọi là sân. Mà cái tánh sân này đó, thường thường con người mình chưa nổi nóng thì ăn nói hòa nhã vui vẻ, mà có một cái chuyện gì tự nhiên nổi nóng lên là cách nói nó thay đổi, việc làm thay đổi hoàn toàn hết trơn, cho nên mới gọi là sân. Câu sân này nó có nhiều câu chuyện để mà mình chứng minh cô bác già còn thánh chơi. Tôi nói là có một cái ông này sáng ra là đi đất làm tuần, mà cái ông này ông tu hành đó là ông hành cái pháp ta gọi là cái pháp vô ngã. Vô ngã có nghĩa là nhà cũng không, vợ cũng không, con cũng không, nhà cũng không, tất cả đều không. Cho nên sáng ra cầm cái bộ đồ đi đất làm tuần, bà vợ nói: ông ơi, ông làm ơn á, ông xách mình bố đu nước đi, rồi mặc sức ông đi làm từng. Ông ơi, bữa nay đi đất làm từng cái bốn đá mà, cho nên bà cũng thông cảm. Cái bà vợ của anh nhằn, bà nói: đi đâu mà đi hoài, la hỏi. Chồng giận lên, tao nói tôi đi đất làm từng nha. Cái bà vợ hỏi: ủa, bởi ông nói tôi là ông tu cái gì, pháp gì? Ông nói thì ta tu cái pháp vô ngã. Cái bà vợ bà đứng trong cái buồn, ông chồng thì cầm áo dài đứng trước cửa, mà nghe bà vợ hạt bị nó tức, nó chỉ vô trong nó nói: mày lại giả một hồi tao vô mày ngã đi, mày lại giả một hồi tao vô mày ngã đi. Hai gì con người mà không nói là ai nói như vậy? Mình tu pháp vô ngã là cái gì cũng không mà. Khi mà nổi nóng lên rồi là biến nó trở thành cái pháp không, biến thành cái pháp tu vô ngã. Cô gái thấy cái tánh nóng nảy này, cho nên nó là tâm người ta mới có cái câu là lửa trong thầy nó lửa trong tâm chẳng đốt mà lửa, hay là nhất niệm sanh tâm chi quả năng thiêu dạng hẳn công đức chi sơ, hay là nhất niệm sanh tâm khởi bất dạng trước môn trai. Có nghĩa là một niệm mình khởi lên, 100 cửa tội phía trước nó đang chờ mình bước vào cửa tội. Nó lạ như vậy á. Vì vậy mà cho nên con người mình phải gắng cố gắng gìn giữ, đừng để tâm sân hận mà làm những điều sai quấy. Những người mà giết người là gì? Là những lúc nóng giận quá, và khi giết xong rồi chính quyền người ta bắt tôi đem ra xử bắt, thôi mấy ông nhà ông tha tôi đi, sau này tôi không dám giết người nữa. Nếu cô nghĩ là luật pháp nhà nước mình có chấp nhận hay không? Khi nóng giận lên giết người ta
Và khi bây giờ khi người ta sửa soạn cắt mình lại, xin tha về nhà đi, rồi tôi không dám giết nữa. Vậy thì cái người giết này ai là người chịu trách nhiệm? Cho nên lúc thầy nói nè, đến tội rồi mới hối hận nè, giết người ta thì phải đền mạng cho người ta. Cho nên vì vậy mà mình con người phải giữ gìn trước khi phạm tội, đừng để phạm tội rồi mình mới chịu giáng sinh là sai. Vì vậy cho nên cái nóng giận nó sẽ đốt đi những cái gì mà mình đã tạo. Giống như là cái ông độc giác tiên nhân, ông là một cái người chứng vào ngũ thông, ôm cái bình bát đi khất thực, trời mưa dầm dã, ông chợt té, ông chợt té, ông chỉ lên trời, ông nói là tại ông trời mà tôi mới bị té làm bể bình bát. Ông đổ lỗi cho ông trời, ông dùng phép thuật quật, ông chỉ lên trời, ông làm phép một là trời hạn hán không còn mưa. Bị người chứng thần thông mà. Khi đó trong cái giàu đình là có nhà tiên dân, người ta nói là 3 năm nay hạn hán là do ông tiên đó, ông làm phép. Bây giờ như vậy phải làm sao? Thế mà ai mà gặp ổng, ổng bay lên nay ngồi trong ngóc trở được ai giết được ổng. Cho nên trong chào đình người ta mới nói là đem quân vô để mà giết ông đó. Thì người ta mới nói là nếu ông này mà đem quân vô chẳng ngồi trên mây chẳng sao giết. Cuối cùng mới bài ra một cái cách là nửng sách, chờ cái lúc mà ổng xuống cái giếng đó, ổng tắm á, thì ổng lựa cái người cung nữ đẹp nhất bay xuống tắm. Cái kiểu như là nhan sắc như mấy bà già đó, thì coi như ai mà động tâm nhặt một cái là vua lựa cung nữ, cung phi mỹ nữ thì nó đẹp vừa thì bay xuống tắm chung, còn gì là thành không. Ông tiên độc nhắc tiên nhân này nghe cho mình thì bực, kể như là đồ mẹ cà không rất thành không. Cuối cùng ông vua, ông các cái ông độc giác tiên nhân này mới tổng cái cô cung nữ đó từ ở đó mà về tới triều đình. Cô bác thấy không, có thần thông mà vì nóng giận làm cho mình mắc cả thần thông. Cho nên cái nóng giận này nó sẽ thiêu đi một cái rừng công đức của mình đã tạo lập. Cái ông này mà nếu cô mà đạt thần thông đó là trải qua biết bao nhiêu cực khổ, nhưng hôm nay vì nóng giận mà nó đốt đi một công năng tu tập của mình, nhiều năm tạo công đức vì nóng giận một chút xíu mà tan quan tất cả, nó gọi là lậu xăng. Cái xăng này nó biến tướng của cô bác già toàn thế chưa. Nghe nói là cái ông này, hai thầy trò đang đi lại nhà đánh dỗ, đánh dỗ xong gia đình ta mới cho ba cái bánh ít. Cái đi trên đường về nhỏ chút tiểu, đem ba cái ít gan hết ăn một hồi, trên đường đi ông thầy không có bụng, ông kêu thôi đem ba cái ít gan cho ông ăn. Cái nhỏ nó thì có ăn hết trơn rồi, ông thầy ngưỡng lắm, các thầy nổi tóc lên, ông thầy nổi tóc lên, ông dặn ông bỏ đi trước. Nhỏ này quả mồm nó chạy như là trước, ông gặp nhỏ đi trước đó thì ông mày là thầy tao gì mà mày đi trước tao. Nhỏ nó sợ quá, nó đi sau lưng cắm nổi lắm, mày tao là cái tội phạm mà mày kẹt đó. Rồi bắt đầu nhỏ sợ quá nó đi ngang hổng, cắm nó mày là bạn tao sao mày đi ngang tao. Nhỏ nó con đi trước thầy cũng la, con đi sao thầy cũng la, con đi ngang thầy cũng la, vậy con đi sao thầy, con mày đi sao kệ mày, có bao cái nó trả tao rồi. Mày đi sao kệ mày, có ba cái nít mà trả tao rồi. Nhưng con suy nghĩ là cái con người mà nóng giận lên đó, nó khác hơn lên cái bình thường. Bình thường thì có nghĩa là nó không có chuyện gì chứ, nhưng mà nóng giận lên rồi thì nó là biến tướng, từ là nóng, từ cử chỉ, từ hành động nó thay đổi hoàn toàn hết. Như vậy thì đó gọi là sanh. Cái sanh này đó nó làm cho con người mình bước vào tội lỗi, bước vào nghiệp báo. Cho nên thầy dạy mình là phải phá đi cái lòng tham, phá đi cái lòng sanh để bảo vệ phước đức. Mình mà không có nóng giận là sẽ bảo vệ được phước đức, mình mà sanh tâm nóng giận mới dễ sanh tội lỗi. Vì vậy mà mới gọi là phá đi một cái lòng sanh. Còn cái ông mà bắt đầu đã khóc,
câu này cũng là một câu có thần thông. Khi mà đến nhiều vua để mà thăm người bạn đó, thì vào hoàng hậu theo lịch vua thì vào hoàng hậu bả mới bưng cái nước để mà ra rửa chân. Thì cái người tu mà đắc đạo rồi, nhưng mà hôm nay cái bà hoàng hậu bà đẹp quá đi, bà học tay nó rửa cái giò làm cho ông bắt đầu lập tức này ổng bị nhất thần thông. Ông lội bộ về tới trên núi, ổng mới ngồi thiền. Ổng ngồi thiền thì những con chim ở trên núi đó nó kêu hoài, ổng chịu không nổi, ổng xuống đáy nước. Xuống đáy nước thì cá nó lội, nó làm cho tung tăng tiếng động. Lên núi thì gặp chim, mà xuống dưới gặp cá, lúc này tâm động mình tu không được mới nổi xanh. Nổi xanh tức là nóng giận lên đó. Ông mới phát nguyện, ông nói là tôi nguyện sẽ thành con phi ly tinh, ở trên là ăn chim, ở dưới là ăn cá. Ông nguyện xong luôn luôn tu. Ông tu một thời gian đắc đạo, đắc đạo rồi ông về trời lúc phước hết phước, ông mới đọa xuống thành là một con phi ly tinh. Con phi ly tinh tức là một con thú. Như vậy thì cái lòng sân của mình, các cô bác và lòng thanh niên, người đắc đạo rồi mà không làm chủ được cái lòng sân này, mà nó phải xa đọa xuống biến thành một con phi ly tinh, thì cô nghĩ cái lòng sân này nó như thế nào? Cho nên đức thầy mới nhắc là tí giống như là con cọp dữ ở trong rừng. Cho nên con cọp nó là một cái loại con hung dữ, mà cái lòng sân của con người mình giống như là con cọp. Cho nên muốn làm cho thả dạ thì đâu có ngờ rằng nó biến thành là tội lỗi, biến thành là nghiệp chướng. Mình nói rằng vui vui thế này nào.